Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục bị đề nghị kỷ luật vì để xảy ra sai phạm. Kính thưa quý vị, trong phần xử lý trách nhiệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu rõ từng cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm ở Học viện Quản lý Giáo dục. Trong đó, Thanh tra kiến nghị Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quản lý Giáo dục trong công tác thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thanh tra kiến nghị vụ tổ chức cán bộ chủ trì, tham mưu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Hội đồng Học viện, Chủ tịch Học viện, Giám đốc Học viện liên quan đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm tại kết luận thanh tra. Hướng dẫn Học viện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật thẩm quyền với các tập thể, cá nhân liên quan đến hạn chế, thiếu sót đã được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra. Đối với Học viện Quản lý Giáo dục, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng Học viện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất người có thẩm quyền đối với Giám đốc Học viện. Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Phạm Quang Trung. Ông Phạm Quang Trung được bổ nhiệm từ tháng 11 năm 2016. Phó Giám đốc Học viện và các cá nhân liên quan đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã nêu tại kết luận thanh tra số 88. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị Giám đốc Học viện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật theo thẩm quyền đối với trưởng, phó các đơn vị phòng tổ chức cán bộ, phòng kế hoạch tài chính, phòng quản trị thiết bị, phòng quản lý đào tạo, phòng đào tạo sau đại học, phòng quản lý khoa học, phòng thanh tra pháp chế, phòng đảm bảo chất lượng giáo dục, văn phòng học viện, trưởng tiểu ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chương trình ETEB, các trung tâm, viện và các đơn vị cá nhân liên quan trách nhiệm đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu học viên, quản lý giáo dục xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, trong đó ghi rõ lộ trình, giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, sai phạm nêu tại kết luận thanh tra. Về phần kiến nghị biện pháp xử lý, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu học viện, quản lý giáo dục rà soát, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước để ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản về tổ chức, nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định luật phòng chống tham nhũng, quy chế tổ chức và hoạt động, quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, quy định thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể đơn vị, quy định về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm để khắc phục các hạn chế, thiếu sót, sai phạm liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, nhân sự đã được Thanh tra Bộ nêu ra trong kết luận. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Học viện, Quản lý Giáo dục khẩn trương rà soát các văn bản, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn theo Luật Giáo dục Đại học, sửa đổi quy chế 346 phù hợp với Luật Giáo dục Đại học, Luật Phòng chống tham nhũng. Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Học viện Quản lý Giáo dục xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện tự chủ về tổ chức bộ máy theo quy định của Luật Giáo dục Đại học và Điều 6 của Nghị định số 120. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các đơn vị thuộc và trực thuộc theo yêu cầu tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đơn vị đầu mối theo Nghị quyết số 19. Thực hiện nghiêm quy định thành lập các phòng ban và các tổ chức cấu thành tại điểm D, khoảng 1 Điều 6 Nghị định số 120 năm 2020. Quy định về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng tại khoảng 3 Điều 6 Nghị định số 120 năm 2020. Trong công tác tuyển dụng, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Học viện Quản lý Giáo dục chấn chỉnh công tác tuyển dụng viên chức, không để tiếp tục xảy ra các thiếu sót, sai phạm đã nêu tại kết luận thanh tra, không để tái diễn các thiếu sót, sai phạm về công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch cán bộ bảo đảm nguyên tắc quy hoạch động, mở, rà soát và làm rõ cơ cấu, vị trí pháp lý của bộ môn và quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động để trên cơ sở đó xem xét quy định rõ việc quy hoạch, bổ nhiệm đối với cấp bộ môn, hủy bỏ các quyết định đã nêu trong kết luận thanh tra đồng thời rà soát, xử lý thiếu sót, sai phạm trong công tác bổ nhiệm đối với các trường hợp bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ nếu có, theo kết luận số 48 ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ, văn bản của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo Bộ kết quả rà soát, xử lý trách nhiệm của tập thể cá nhân. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Học viện Quản lý Giáo dục
thu hồi quyết định tuyển dụng, tiếp nhận và bổ nhiệm đối với 8 trường đã nêu trong kết luận. Xem xét tuyển dụng lại đối với 8 trường hợp này để bảo đảm quyền lợi của nhân sự, do trước khi được tuyển dụng về học viện, các nhân sự đã là viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập khác. Thu hồi các quyết định bổ nhiệm có sai sót, đồng thời rút kinh nghiệm về việc ghi nhầm thông tin chức danh quy hoạch của Học viện Quản lý Giáo dục với những trường hợp đã nêu trong kết luận thanh tra. Rà soát việc bố trí phân công nhiệm vụ giảng dạy, bồi dưỡng theo đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, hồ sơ, trong đó có các trường hợp không đảm bảo quy định nêu trong kết luận thanh tra. Rút kinh nghiệm về hạn chế thiếu sót trong giải quyết, thực hiện chế độ báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đoài về việc không trả lương theo yêu cầu của thanh tra bộ. Xử lý giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chế độ làm việc, quy chế lao động, chế độ tiền lương đối với các cá nhân được nêu trong kết luận thanh tra. Chấn chỉnh công tác đánh giá xếp loại viên chức, thi đua khen thưởng, việc lưu trữ hồ sơ khen thưởng, bổ sung, hoàn thiện và quản lý hồ sơ viên chức theo quy định. Khẩn trương rà soát đánh giá đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, thiếu sót trong tổ chức, hoạt động, thực hiện chức năng nhiệm vụ của học viện đã nêu trong kết luận thanh tra để rà soát, điều chỉnh bổ sung chiến lược phát triển học viện giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn năm 2035. Đề xuất báo cáo Bộ trưởng về cơ chế chính sách đổi mới tổ chức và hoạt động chức năng và nhiệm vụ của học viện cho phù hợp với đặc thù của một số cơ sở giáo dục đại học như học viện và các quy định của luật giáo dục đại học. Thanh tra Bộ cũng yêu cầu Học viện Quản lý Giáo dục thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 7.277.320.000 đồng. Nguyên văn trong thông báo phóng viên, kinh phí cấp vụ sư phạm cho chi sai nguồn theo thông báo kết quả kiểm toán nhà nước năm 2019. Rà soát 124 lượt giảng viên để xác định rõ số người không dạy đủ số tiết chuẩn hoặc không đứng lớp theo quy định để thực hiện truy thu nộp ngân sách hoặc khấu trừ đối với những trường hợp chỉ không đúng quy định. Rà soát thu hồi số tiền chi chưa dùng quy định đối với một số giảng viên được chỉ giờ giảng sau đại học chưa bảo đảm định mức giờ chuẩn, số tiền 191,5 triệu đồng. Theo thông báo số 608 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo Bộ trưởng việc tiếp nhận, thực hiện khoản viện trợ 121.150 bảng Anh từ Đại học QUB theo đúng quy định tại thông tư số 225 năm 2010 và quy định liên quan, bảo đảm công khai minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí. Chấm dứt việc ban hành tờ trình, hợp đồng, thông báo, biên bản liên quan các khoản thu phí ngoại học phí, lệ phí không có căn cứ cho khoản thu, dự toán khoản thu, v.v. Thực hiện việc thu học phí, các khoản quy định qua tổ chức tín dụng, chấp hành định mức tổn quỹ tiền mặt, theo dõi khoản phải thu, phải trả cụ thể đối tượng, cuối năm tài chính đối chiếu, xác nhận công nợ theo quy định, thực hiện trích quỹ dự phòng ổn định thu nhập, theo quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ cũng yêu cầu Học viện Quản lý Giáo dục rà soát lại công tác quản lý tài chính, tài sản công, hoạt động quản lý khoa học công nghệ được nêu cụ thể trong kết luận thanh tra. Học viện Quản lý Giáo dục phải báo cáo kết quả khắc phục và việc thực hiện các kiến nghị nêu tại kết luận thanh tra về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan sau 30 ngày kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra số 88. Nên đề ra thời gian hậu bổ nhiệm đánh giá cán bộ để xóa tư tưởng yên vị. Kính thưa quý vị, trong năm 2021, cơ quan công an đã khởi tố bắt giam nhiều bị can là cán bộ lãnh đạo như cựu bí thư Bình Dương, Trần Văn Nam, v.v. và hàng loạt quan chức khác cũng vướng vòng lao lý. Đầu năm 2022, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan cùng một số thuộc cấp cũng bị khởi tố về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Qua đó có thể thấy trong các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng được cơ quan cảnh sát điều tra phanh phui, có rất nhiều bị can là lãnh đạo, cán bộ giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước. Về vấn đề công tác cán bộ luôn được dư luận đặc biệt quan tâm, làm sao chọn được cán bộ có tài, có tâm. Quá trình công tác làm sao giám sát, ngăn chặn được sự suy thoái của cán bộ. Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì tổ chức quy hoạch các chức danh, lãnh đạo như cũ, giờ hãy đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể. Người nào đủ tiêu chuẩn thì tổ chức thi vào chức danh đó, ai điểm cao nhất thì bổ nhiệm. Như vậy có thể vừa chọn được người có năng lực thực sự, phần nào có thể loại bỏ được những kẻ cơ hội bất tài đang có ý định trèo vào hàng ngũ lãnh đạo của các cơ quan nhà nước. Trao đổi về vấn đề này với tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nhiều cán bộ về hưu, thậm chí là người còn đương chức khi tâm sự với tôi, họ nói rằng họ rất dị ứng với vấn đề quy hoạch cán bộ. Quy hoạch nó có mặt tốt là chúng ta có thể nắm bắt, đào tạo và bồi dưỡng một người theo cách có chiều dài và chiều sâu.
nó là điều kiện để mình có thể quy hoạch cho một hệ thống cán bộ tốt. Tuy nhiên, chính từ việc quy hoạch này, nó cũng chính là một cơ hội để nhiều người lợi dụng chạy chọt, vô tình trở thành phương tiện để một bộ phận kẻ trộm treo vào bộ máy cán bộ của chúng ta. Việc quy hoạch cán bộ nếu không đảm bảo được sự minh bạch, rõ ràng, thì nó sẽ giống như một cái thang. Cái thang đó chính là khuôn mẫu để cho mình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Nhưng đối với những kẻ thiếu phẩm chất, thì họ cũng tìm cách lách luật, sử dụng chính ngay cái thang này để leo lên các vị trí cao hơn. Đặt ra quy hoạch là một cách làm hay, nhưng nếu không kiểm soát hết các mặt tiêu cực, thì cái hay này sẽ trở thành vật cản đối với sự thăng tiến đàng hoàng của những cán bộ có tâm và có tài thực sự. Theo tôi, ý tưởng của việc thi tuyển đối với các chức danh lãnh đạo và bổ nhiệm theo cách quy hoạch như trước đây là việc nên kết hợp với nhau vì mỗi cái sẽ có một thế mạnh, ưu điểm riêng. Còn nếu tổ chức các cuộc thi để tuyển lựa cán bộ chủ chốt thì cũng cần các quy định cụ thể đối với các cuộc thi, đó là tránh việc cục bộ, luồn lách. Ngoài ra, sau khi bổ nhiệm cán bộ, chúng ta cũng phải đề ra thời gian hậu bổ nhiệm để đánh giá trách nhiệm của cán bộ đó. Không để các cán bộ đó có tư tưởng rằng cứ thi xong hoặc bổ nhiệm xong là mọi việc đã kết thúc. Theo tôi, việc tổ chức các cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo nó có những giá trị riêng nhưng không hẳn sẽ đảm bảo rằng từ cuộc thi ấy nó sẽ mang lại một bộ máy tốt nếu chúng ta làm không đến nơi đến chốn. Chia sẻ về việc, dù trước đó một số địa phương tổ chức các cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo nhưng hiện tại, việc bổ nhiệm cán bộ thông qua thi tuyển ở nước ta vẫn chưa phổ biến. Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, thật ra khi chúng ta nghĩ và đặt ra ý tưởng để thực hiện việc này là dựa trên sự khách quan. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức lại có nhiều vướng mắc. Đầu tiên đó là những người đứng ra tổ chức các cuộc thi này vẫn còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm về các cuộc thi. Thứ hai, từ trước tới nay nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng những người nằm trong diện quy hoạch hầu hết là người đã chỉnh chu, còn những người tham gia các cuộc thi đó đều là những người chưa được sát hạch. Và cho rằng nếu chỉ là sát hạch thì qua một cuộc thi cũng không thể đánh giá hết được năng lực và phẩm chất của người đó. Những tư tưởng như vậy đang chi phối rất lớn đến việc tổ chức các cuộc thi tuyển chọn cán bộ hiện nay. Thứ ba, chúng ta vẫn còn tồn tại tư tưởng cục bộ, bản vị địa phương, thậm chí là lợi ích nhóm trong mỗi lần tổ chức các cuộc thi như thế. Cùng quan điểm về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy viên Bộ Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, trong vấn nạn chạy chức, chạy quyền đang được đề cập đến, chúng ta thường nhận thấy được tình trạng rằng những người có trình độ năng lực thực sự và khẳng khái thì thường họ sẽ không bỏ tiền hay dùng các mối quan hệ của mình để chạy chọt vào các vị trí quan trọng. Còn với những kẻ cơ hội bất tài thì hoàn toàn ngược lại. Để hạn chế tình trạng này, chúng ta đã cho tổ chức lấy phiếu bầu và phiếu tín nhiệm để chọn người vào các vị trí quan trọng. Tuy nhiên, việc lấy phiếu bầu và phiếu tín nhiệm này đôi khi nó cũng chưa thực sự khách quan. Bởi trong những lá phiếu bầu đó, nó vẫn còn bị chi phối bởi các quan hệ cá nhân giữa người được bầu hay người được bổ nhiệm với những người có thẩm quyền biểu quyết và đưa ra những lá phiếu ấy. Trong việc quy hoạch cán bộ cũng vậy, quy hoạch cán bộ được xác định là để đào tạo cán bộ. Quy hoạch là cần thiết, nhưng không phải cứ quy hoạch là xác định chắc chắn người đó sẽ làm vị trí này hay vị trí kia. Vì thế, đối với việc bổ nhiệm cán bộ ở các vị trí chủ chốt, hiện nay chúng ta cũng chưa có những giải pháp mang tính đặc trị để triệt tiêu quan hệ cá nhân trong công tác cán bộ. Ngoài ra, với những người đủ năng lực, xứng đáng được bổ nhiệm nhưng lại bị loại khỏi cuộc chơi, dần dà họ trở nên lạnh cảm, thờ ơ với việc bổ nhiệm cán bộ. Chưa kể đến những trường hợp vì không đạt được mong muốn, họ quay ra chống đối, gây ra nhiều khó khăn trong công tác điều hành cả một cơ quan nhà nước. Nêu lên một số góp ý để hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền khi thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ cho rằng, để việc bổ nhiệm đạt được sự khách quan, thì quá trình chọn người vào các vị trí cao, chúng ta nên đưa ra các tiêu chí dưới sự giám sát đánh giá của một hội đồng công tâm để tăng tính cạnh tranh. Khi đánh giá xếp loại giữa các ứng viên với nhau, chúng ta sẽ căn cứ vào việc người nào sở hữu nhiều tiêu chí đánh giá xếp loại tốt hơn do hội đồng công tâm ấy bình chọn, thì người đó sẽ được xem xét cân nhắc, bổ nhiệm. Lợi dụng ùn tắc hàng hóa để vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. Kính thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về tình hình giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc tại các thông báo trước đó. Đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định đối với các hành vi lợi dụng tình trạng ùn tắc hàng hóa để vi phạm pháp luật.
Trước đó tại thông báo số 08, ngày 10 tháng 1 năm 2022, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện cả các biện pháp trước mắt và lâu dài để giải quyết tình trạng này. Trong đó nhấn mạnh việc các bộ ngành địa phương cần làm việc tích cực với phía Trung Quốc để đẩy mạnh thông quan hàng hóa qua cửa khẩu. Về lâu dài cần quy hoạch lại vùng sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, chế biến và tìm kiếm thị trường xuất khẩu khác, giảm phụ thuộc vào một thị trường nhằm hạn chế rủi ro cho người dân và doanh nghiệp.